là Phương Nhi, một cô nàng bay bổng và hướng ngoại. Cùng anh chàng Liên Bỉnh Phát lãng tử hào hoa. Còn cô gái này là Kim Huệ, thích mua sắm và đi du lịch. Người còn lại là Xuân Tài, chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong đầy sôi nổi. Và họ đã cùng gặp nhau để bắt đầu một cuộc hành trình. Ngày hôm nay họ sẽ cùng cầm lái hai mẫu xe thể thao Yamaha Exciter 150 và Yamaha R15 để chinh phục quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Nào hãy cùng lên đường thôi! Sau hơn 2 giờ di chuyển, bốn bạn trẻ đã có mặt ở Bà Rịa. Thời tiết hôm nay khá nóng bức, dự là chặng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng đây. Nơi đầu tiên mà họ khám phá sẽ là cung đường lên núi Dinh, một địa điểm quen thuộc và yêu thích của các Phật thủ. Đoạn đường đến núi Dinh nhỏ hẹp và quanh co nên các bạn phải hết sức cẩn thận nha. Hy vọng bộ đôi Exciter 150 và R15 sẽ là trợ thủ đắc lực giúp họ chinh phục cung đường đèo uốn lượn này. Hôm nay Kim Huệ cùng cả team có một cái chuyến đi vô cùng thú vị từ thành phố Hồ Chí Minh đến ngọn núi Dinh này. Ở cái khu vực này thì team trải nghiệm được nhiều nhất với những cái cung đường, đường trường có nè, có những cái đường mà nó hơi gồ ghề cũng có. Đi trên đoạn đường thì em cảm thấy rất là thoải mái và tuyệt vời, cảm giác rất là vô mốt. Lái chiếc Exciter 150 của Yamaha, cảm thấy đầu tiên thì cái việc mà nhích ga của mình khi mà về số 1 thì nó rất là nhẹ nhàng. Tuy là Kim Huệ không trực tiếp là lái chiếc xe này nhưng mà cảm giác rất là feel, rất là đã. Khi mà vào cua thì mình cảm thấy là chiếc Exciter 150 này thì có động cơ rất là khỏe. Hầu như là các đoạn lên dốc hoặc là những các đoạn ôm cua thì mình cũng chỉ cần về số 3 thì máy là nó đã vượt qua những cái cung đường nó rất là khỏe và rất là trơn tru rồi. Đường đi lên đỉnh núi Dinh nó rất là quanh co và rất là khúc khỉu. Thì Kim Huệ cảm thấy mình rất là an toàn và cảm thấy rất là êm ái khi ngồi trên chiếc xe. Yamaha Exciter 150 vẫn là mẫu Underborn được ưa chuộng tại Việt Nam với công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.500 vòng trên phút. Hộp số 5 cấp điều khiển liên hợp bàn tay kết hợp công nghệ phun xăng điện tử mang đến khả năng vận hành mượt mà, tăng tốc dễ dàng. Với việc nâng cấp động cơ từ 135 lên 150 phân khối, Exciter xem như đã tiến gần hơn tới phân khúc xe thể thao. Trong khi đó, Yamaha R15 sử dụng động cơ xi lanh đơn mới SOHC dung tích 155,1cc. Đặc biệt, R15 là mẫu xe côn tay đường phố đầu tiên được trang bị công nghệ van biến thiên VVA, công suất tối đa 14,2 kW tại 10.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 8.500 vòng trên phút, hộp số 6 cấp. Phát cầm lấy cái chiếc Yamaha R15. Cảm giác đầu tiên đó là thấy chiếc xe này ok, cũng khá là hoành tráng, thì có lẽ là nó sẽ nặng. Nhưng mà khi mà mình cái cảm giác mình bước lên xe mình cảm thấy nó khá là nhẹ nhàng. Mình giữ ga đó thì nó không có dễ bị tắt máy như là những cái chiếc khác mình đã từng chạy. Thứ hai đó là cái việc mà vô số nó cũng dễ dàng từ số 1 cho đến số 6. Đặc biệt đó là khi mà chạy trên đường trường đó thì với cái mặt đường bằng phẳng thì lúc này Phát có cái cơ hội để mà mình trải nghiệm thử cái ga của chiếc xe R15 này, cảm thấy nó lấy được cái tốc độ rất là nhanh. Và đặc biệt đó là khi mà mình chuyển số thì nó không có bị quá gắt. Với phần insole được thiết kế chu đáo nên là em cảm thấy ngồi không bị mỏi khi mà đi qua những cái khúc co hiểm trở. Và bánh sau cũng to nên là bám cua rất là chắc chắn. Và cái điều đó nó giúp cho mình cảm giác mình tự tin hơn khi mình chạy. Đặc biệt đó là mình ôm cua được sát hơn, cũng không có sợ bị ngã. Và chiếc xe này khối lượng nó theo Phát thấy nó cũng không quá nặng, cho nên mình cũng dễ dàng điều khiển hơn. Hai người ngồi cảm giác vẫn vô tư và thoải mái, nhẹ nhàng bình thường. Như những cái dòng sport khác mình ngồi thì tư thế mình sẽ hơi chồm sang phía trước một tí. Thì với dòng này thì những người trẻ như Phát thì sẽ rất là thích, bởi vì cái dáng nó khá là đẹp.
Về khả năng vận hành, nếu như Exciter 150 với thiết kế nhỏ gọn, ghi điểm bởi hệ thống côn số khá nhạy, mang lại cảm giác nhẹ và chuyển số êm ái. Bên cạnh hệ thống phanh an toàn giúp người lái tự tin leo dốc nhanh chóng, thì R15 cho cảm giác chắc chắn tương đối bề thế. Với chiều cao yên ở mức 815mm, R15 phù hợp với những người cao trên 1m7, nhưng nếu có chiều cao khiêm tốn hơn, người lái sẽ hơi khó khăn hơn để kiểm soát xe. Ngoài ra, R15 ứng dụng hệ khung Delta Box trứ danh của R Series, kết hợp gấp sau có thiết kế mới giúp cân bằng trọng tâm xe. Mặc dù chỉ mới nửa đường thôi, tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn đang cảm thấy là vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt đó là cảm thấy khá là ăn ý với nhau khi mình chạy trên những cái cung đường như thế. Sau khi mà chinh phục đỉnh núi Dinh xong, Kim Huệ và cả team dự định là tối nay sẽ có một cái chuyến trải nghiệm tại chợ đêm của thành phố Vũng Tàu, sẽ ăn uống tại đó và mọi người sẽ enjoy cùng với nhau. Một ngày mới lại bắt đầu ở phố biển Vũng Tàu, dậy sớm đón Bình Minh, Liên Bình Phát, Phương Nhi cùng Xuân Tài, Kim Huệ cầm lái Exciter 150 và R15 ra biển. Tất cả đều tràn đầy năng lượng để tiếp tục chinh phục cung đường tiếp theo. Ngày hôm nay, Xuân Tài và Kim Huệ sẽ cầm lái Yamaha R15, còn Liên Bỉnh Phát và Phương Nhi sẽ đổi lái sang Exciter 150. Hôm nay thì Phương Nhi ngồi trên chiếc Exciter 150. Team có cơ hội trải nghiệm cung đường từ thành phố Vũng Tàu đến với lại Long Hải, đi dọc theo bờ biển. Về quang cảnh thì không cần phải bàn nữa, rất là đẹp. Ở bên cạnh đó thì cũng có được trải nghiệm một cái khu vực đồi cát. Mình cũng được trải nghiệm chiếc xe thứ hai của bạn đồng hành, đó là chiếc R15 của Yamaha. Cảm giác của Kim Huệ bây giờ rất là phấn khích khi mà ngồi trên chiếc xe này. Ngày hôm qua khi mà mình quen cầm lái cái chiếc R15 rồi, ngày hôm nay khi mà phát đổi lên cầm cái chiếc Exciter này thì cảm giác là nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thứ nhất là ga số vô thì khá là nhẹ nhàng, nhịp nhàng chuyển từ số 1 sang số 2 cho đến những số cao hơn cũng rất là nhẹ. Đây là một chiếc xe khá là dễ chạy dành cho những bạn nữ chạy xe tay côn như mình. Cảm giác ngồi lái thì nó rất là thoải mái, nó không có bị gù lưng. Cái tay côn của nó cũng dễ cầm, dễ bóp tay nữa. Trước giờ thì cũng thích những dòng xe của Yamaha, đặc biệt đó là Exciter. Và ngày hôm nay thì có cái cơ hội để mình trải nghiệm nó nhiều hơn, cảm giác như là cảm thấy nó... Có nghĩa là quan điểm của mình đó giờ vẫn yêu thích những dòng xe tay con, đặc biệt là chiếc Edge. Nếu như mà với một cái dung tích là dưới 200 phân khối thì chúng ta có thể lựa chọn chiếc R15, phải nghĩ đó cũng là một cái lựa chọn rất là ok. Yamaha Exciter 150 có phần đầu xe ấn tượng với dải đèn định vị 3 ngày sử dụng bóng LED. Nhìn từ xa, bộ lớp lớn tạo cảm giác phần sau xe to hơn. Ngoài ra, bộ đèn hậu chia sẻ với R25 các góc phát như hình viên kim cương và vuốt nhọn về sau càng khiến phần đuôi thêm cuốn hút. Trong khi đó, ngoại hình mới của R15 có phần dữ dằn hơn so với những mẫu Sport Bike hay Sport City cùng phân khúc. Cùng đèn pha chiếu sáng dạng đôi sử dụng LED, đèn stop của xe cũng sử dụng đèn LED toàn phần. Phần ốp nhựa yên phụ tạo một khe thoát gió giúp đuôi xe ấn tượng hơn. Phía trên cụm đèn pha là kính gió cỡ lớn có phần cong vào trong, nâng cao tính khí động học và giúp xe trông gọn gàng hơn. Bình xăng được ghép lại từ 3 mảnh riêng biệt cho tạo hình góc cạnh và hầm hố. Cung đường từ Long Hải về đến Vũng Tàu thì có rất là nhiều cung đường dài và vắng xe cộ nữa, thì mình càng được cảm nhận cái sự phấn khích rõ hơn
khi mà được lái chiếc R15 này. Được trải nghiệm những con đường dài dọc theo bờ biển và hai bên là đồi cát, thì khi mà ngồi trên chiếc xe này lướt gió một cách rất là nhanh và nhìn sang khung cảnh hai bên thì Kim Huệ cảm thấy yêu thích cái phượt nhiều hơn. R15 này nhìn rất là hầm hố, cảm giác cầm lái của nó thì rất là dễ chịu, và khi mà sang số hoặc là khi mà tăng tốc thì mình cũng cảm thấy rất là êm ái và không gặp một chút khó khăn gì cả. Khi mà ngồi trên chiếc xe dạng sport như thế này thì cảm thấy mình dường như mạnh mẽ hơn và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Trên con đường biển Long Hải, Yamaha Exciter 150 với động cơ vận hành vượt trội tiếp tục mang lại cảm giác lái thoải mái. Độ bốc và sự bền bỉ của máy cũng là một điểm cộng. Bên cạnh đó, hệ thống côn số của Exciter 150 đều rất nhẹ, giúp người lái không bị mệt khi đổi số. Với R15, cung đường thẳng đủ dài để xe có thể đạt được số 6, cảm nhận của người lái là sự êm ái khi lên số. Khi chiếc xe chạy được ở tua cao, người lái hoàn toàn có thể đá số sống mà không cần tới tay côn. Chiếc xe không cho cảm giác bị giật, thay vào đó là liên tục nhào về trước. Cảm giác này gần giống với Quick Shifter được trang bị trên các Superbike dung tích lớn. Nếu đang ở vận tốc cao, gặp tình huống khẩn cấp buộc phải hạ tốc, với nồi chống trượt, người lái không quá khó chịu, không gặp phải cảm giác chiếc xe bị kéo mạnh để hãm dừng, thay vào đó cảm nhận được độ khựng nhưng không bị giật đứng chiếc xe. Điều này giúp người lái dễ dàng kiểm soát xe và các tình huống buộc phải dồn số gấp. Và trong 2 ngày qua thì tụi Phát đã có những cái kỷ niệm rất là vui với nhau. Tuy không phải là thời gian quá dài nhưng đã để lại trong Kim Huệ rất là nhiều cảm xúc. Wow, thì team cũng đã được trải nghiệm xe, cũng được ăn những đồ ăn ngon, rồi được đi nhiều nơi, thì mình cũng rất là vui nhưng cũng tiếc một chút xíu, đó là chuyến đi chỉ có 2 ngày thôi. Hy vọng là sẽ có những cái chuyến phượt dài ngày hơn. Hiện tại bây giờ có lẽ là không chỉ riêng Phát mà cả 3 bạn còn lại, chúng tôi ước là cái chuyến đi này nó sẽ dài hơn để chúng tôi có nhiều cái cơ hội hơn để được trải nghiệm và có thể vui chơi cùng nhau. Với những người bạn thân thiện và rất là đoàn kết với nhau thì mình cảm thấy rằng đây là một chuyến đi đầy bất ngờ và có những cảm xúc mới. Cả team có những cái buổi ăn nè, buổi đi chơi, chợ đêm cùng với nhau. Hy vọng là sẽ có thật nhiều dịp sắp tới thì team cũng được đồng hành cùng nhau trên nhiều con đường đẹp hơn nữa và được trải nghiệm nhiều dòng xe của Yamaha hơn nữa. Vâng, đây chắc chắn chưa phải là chuyến đi cuối cùng, vì với những kỷ niệm và ấn tượng đẹp về bộ đôi Yamaha Exciter 150 và Yamaha R15, họ hứa hẹn tiếp tục chinh phục những hành trình mới với nhiều mẫu xe thể thao khác của Yamaha.